Sau hàng nhật đầu địa xin kính chào tất cả các bác. Bây giờ là buổi chiều tối ngày 9 tháng 10 năm 2020. Hôm nay cũng là thứ sáu cuối tuần rồi. Các bác nào có nhu cầu mua gì thì các bác có liên hệ để ngày mai em chuyển nhé. Hết ngày mai thì bên bưu điện Viettel họ lại nghỉ chủ nhật để sang thứ hai mới chuyển được hàng. Ở đây em lên sóng một con máy lọc không khí hàng siêu đẹp của hãng Panasonic. Một cái con mã huyền thoại rồi, VX50 các bạn. VX50 nhé, dòng máy tầm trung dùng cho phòng khoảng 30m2 đến 35m2 trở lại. Đấy. Một con máy thiết kế theo như em đánh giá, em nói rất là nhiều lần rồi, là đẹp nhất trong các cái dòng thiết kế của Panasonic. Đấy. Một cái mẫu dòng mặt dâng cánh vẫy kép. Cánh vẫy kép có nha, hai cánh vẫy. Thiết kế kiểu dáng nhỏ gọn rất là đẹp. Công suất thì cũng là 50 đấy, không phải là nhỏ. Dòng máy 50. Thiết kế quá đẹp các bạn ạ. Một con máy phải nói là mỹ mãn luôn. Mẫu này thì gần như là cứ về được bao nhiêu thì bán hết gần đấy, vì nó quá đẹp luôn. Không có ai chê cả. Sản xuất năm 2013 các bác nhé. Số suất 43W, điện 100V. Con này thì em đã lắp đổi nguồn bên trong để sử dụng thành điện 220V rồi. Tình trạng máy thì đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc các bác nhé. Đã đổi điện 220V. Công nghệ Econavi quá trẻ em. Hẹn giờ báo phần trăm độ ẩm, cảm biến bụi bẩn, cảm biến mùi, vô ẩm lọc không khí, khử mùi diệt khuẩn, khử mùi hôi nấm mốc thuốc lá, vô ẩm dành cho các bác nào mà hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Chung một cái máy lọc không khí của Nhật nó rất là nhiều công dụng. Rồi khi các bác dùng phòng điều hòa khô thì các bác dùng để bù ẩm cho nó đỡ bị khô da, tránh những tình trạng nứt nẻ tay da tay chân, rồi là tránh viêm mũi để lọc các tất cả các cái loại bụi mịn 2.5, có ion diệt khuẩn công nghệ nano diệt khuẩn của Panasonic độc quyền. Đấy, một con máy tích hợp rất nhiều tính năng ạ. Con này thì em vẫn bán là 3,6 triệu các bác nhé, thì tặng kèm đổi điện sang 220V rồi, giá chịu phí vận chuyển chưa có đổi nguồn. Ship hàng toàn quốc nhưng không bao ship ạ. Các bác ở xa mua thì đặt cọc trước 500.000, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán ok các bác. Ok các bác thanh toán luôn. Đấy, tình trạng máy đẹp mỹ mãn. Đi kèm một chiếc màng lọc mới tinh ạ. Đi kèm màng lọc mới các bác nhá. Đấy. Con này bác nào lấy thì các bác liên hệ nha em, để số 2, là để số 2 các bác nhá. Đấy. Máy đẹp xuất sắc luôn ạ. Xin chào tất cả các bác.